Mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm sao để đặt một cái đơn hàng đặt hộ ấy như nào. Nhưng mà đây nhá, đây là Shopee này. Ví dụ như có một khách hàng họ cho mình một cái đơn hàng thì mình sẽ đặt. Đây, tớ sẽ lấy một đơn hàng. Tôi sẽ lấy một cái đơn hàng nha. Khách đặt đây. Đây, của Shopee. Tôi sẽ lấy một cái đơn hàng của Shopee này. Ví dụ khách đặt hàng thì họ sẽ cho mình một cái đơn, một cái đường link. Thì mình sẽ bấm vào cái đường link này. Nó sẽ chuyển trang vào trong Shopee này. Đấy, chuyển trang Shopee như khách của mình là họ sẽ yêu cầu là chọn mã số 8, màu số 8 này. Một cái áo 3 lớp. Ok. Mình cho vào giỏ hàng này. Cho vào giỏ hàng nhá. Đấy, ok nhá. Mình đây. Xem giỏ hàng này. 369.000. 369.000 này. Trong giỏ hàng này, một sản phẩm 369.000 nhá. Ok, mình không để ý nó nữa nhá. Mình không quản lấy nó nữa. Thế mình sẽ ra tích lũy. Đây. Mình vào tích lũy nhá. Vào tích lũy thì như ở điện thoại thì mọi người tải tích lũy về rồi ấy thì bấm vào tích lũy. Các bạn phải bấm tích lũy.vn ở bên trên này. Như kiểu là mình báo danh đấy. Mình báo danh để qua chạy qua tích lũy. Sau đấy cái đơn hàng vừa xong là của mình là ở Shopee. Mình sẽ bấm vào Shopee này. Mình sẽ bấm vào Shopee. Đấy. Đây. Sau đó mình bấm vào mua ngay này. Nó sẽ chuyển trang cho mình đến Shopee. Nên mình tải app về máy rồi thì nó sẽ có một cái dòng màu xanh là bạn đã tải nó sẽ có một cái dòng màu xanh ở đây này. Là bạn sẽ đã tải cái Shopee về máy chưa thì mình ấn vào đấy, còn đây mình chưa tải thì mình ấn vào. Ở điện thoại thường là có một cái dòng màu xanh đấy. Còn đây thì mình sẽ bấm vào cái màu đỏ thì nó sẽ vào trong này. Nó sẽ bảo bạn là lưu ý sau khi mở website này, bỏ hết đồ ở trong giỏ hàng đi này. Hoặc chọn thêm ít nhất một sản phẩm cho vào giỏ này. Bạn ok đi. Ở điện thoại cũng thế mà ở máy tính cũng thế nhá. Nó sẽ hỏi bạn các bạn như thế. Đây, khi vào trong Shopee rồi. Như này là tớ đã vào Shopee rồi đây này. Đấy. Tớ sẽ lấy hàng ở trong giỏ ra này. Tiến hành mua này. Đây nhá. À, mua hàng này. Mình ấn vào mua hàng này. Đấy, ấn vào mua hàng nhá. Các bạn xem. Sẽ điền địa chỉ. Đây. Địa chỉ thì các bạn bấm vào thay đổi hoặc là thêm địa chỉ mới. Đây nhá. Sau đấy quan trọng nhất là cái đơn vị vận chuyển này. Mình sẽ bấm vào đơn vị vận chuyển này. Đây. Đây, mình nó sẽ áp sẵn đấy nhưng mà mình thay đổi cái đơn vị vận chuyển nào, mình chọn cái nào rẻ nhất này. Cái Vietpost. Đôi khi người ta sẽ yêu cầu bạn là chuyển về một cái đơn vị vận chuyển mà họ quen thuộc ấy.
gần nhà họ hoặc là họ đã có một cái ký hiệu nào đấy ở cái người ta biết ship nó biết shop rồi ấy. Đấy thì họ sẽ yêu cầu, còn không thì mình sẽ chọn cái nào rẻ nhất. Cái này là Viettel Post này, có 36.000 đây này, mình bấm hoàn thành này. Ok đấy, ok rồi nhá. Quan trọng này thứ hai là chọn mã miễn phí này, mã giảm giá, chọn mã vận chuyển này, cái này là quan trọng nhất này. Mình lại hết mất cái ở đây đây nhá, xem thêm này, xem thêm mình có những cái mã gì này. Mình lại hết cái 30k, chủ yếu là 30k miễn phí tất cả các hình thức thanh toán. Đấy, nhưng mà mình lại hết cái đấy rồi, nhưng thường là bạn nào cũng có là 30k tất cả các hình thức thanh toán này. Ok nhá. Đấy, như mình hết rồi thì mình cũng chọn thử một cái thôi chứ. Đấy, như này. Mình áp dụng, đấy, ấn chọn này, chọn ví dụ mình bấm vào đây là chọn này. Điện thoại cũng thế nhá. Xong mình bấm áp dụng này. À, có người đặt hộ thì họ sẽ yêu cầu mình áp mã giảm giá này. Ví dụ như có người áp mã họ cho mình cái mã giảm giá ấy. Đấy. À, thì đây đây. Ở bên trên này là mã giảm giá này. Bên trên nó có mã giảm giá thì các bạn ấn cái mã giảm giá vào đây rồi bên dưới thì ấn cái mã miễn phí vận chuyển. Xong rồi các bạn ấn áp dụng này. Ok nhá. Đấy. Đây. Khi mà ấn xong thì cái giá của đơn hàng với lại cái giá của đơn hàng ấy với lại cái giá mà mình mua ấy là của cái áo này này là nó không thay đổi đâu. Đấy, hoặc là ví dụ như tỉnh nào xa thì cái đơn vị vận chuyển của nó chỉ đắt hơn vài nghìn, nhưng mà các bạn kiểm tra ở đây phí vận chuyển này. Ví dụ phí vận chuyển là sẽ được giảm 30.000, ở đây là chỉ mất 6.000 thôi, như của mình ở đây thì là mình hết cái miễn phí vận chuyển rồi cho nên là không được trừ. Thế nhưng thường nhìn vào đây, các bạn nhìn vào đây này là sẽ được trừ 30.000, tiền vận chuyển là chỉ còn 6.000 thôi. Đấy, như thế là các bạn ok, các bạn đặt nhá. Đấy, trước khi đặt các bạn chú ý nhìn vào cái địa chỉ này. Đấy, đặt hàng thì quan trọng nhất là cái địa chỉ này. Mã vận chuyển này, nếu mà ai yêu cầu mã giảm giá thì các bạn áp mã giảm giá vào này. Đấy, quan trọng nhất là như thế. Đấy, thì khi bạn bấm cuối cùng là bạn bấm vào đặt hàng này là ok, xong nhé. Xong rồi đấy, như này. Đấy nhá. Nếu mà không hiểu ở đâu ấy, thì các bạn có thể nhắn tin hỏi tớ. Tôi sẽ trả lời cho nhé.